Xin chào, đây là bản tin gặp nhau cuối ngày trên S-Channel và mình là Huỳnh Chi. Ngày hôm nay 29 tháng 6 chúng ta sẽ cùng xem trong nước và quốc tế sẽ có những sự kiện gì nổi bật nhé. Sau câu chuyện cô nàng Hot Girl Anh Vi của Pháp TV bị tố cáo là nói dối, ăn trao đai bát và có bệnh ngôi sao thì mới đây nhất là đạo diễn Trần Đức Viễn của nhóm Pháp TV vừa mới công báo chính thức về việc này. Anh phủ nhận hoàn toàn tin đồn là Anh Vi đã rời khỏi nhóm và anh cho rằng đây là chuyện nội bộ của nhóm và người ngoài không nên xen vào. Cụ thể là đạo diễn Trần Đức Viễn đã cho rằng mọi người đã đẩy thông tin này đi quá xa và Anh Vi không hề bị loại khỏi gia đình Pháp như thông tin trước đó. Anh cho rằng Anh Vi còn trẻ và hoàn toàn có thể mắc lỗi nên Pháp TV đã cân nhắc hình thức kỷ luật cho cô nàng này. Trước đó thì có rất nhiều thông tin rằng cô nàng này mắc bệnh ngôi sao và đã ra riêng, tách rời khỏi nhóm Pháp TV. Thậm chí là nhiều thành viên của Pháp TV cũng đã đăng status ám chỉ một người ăn cháo đai bát mà không khó để mọi người nhận ra đây là Anh Vi. Điều đáng nói là những status ám chỉ này lại rơi đúng vào khoảng thời gian mà Anh Vi vừa được xác nhận sẽ đóng chung sản phẩm với Sơn Tùng MTP. Và đồng thời có rất nhiều người khác cũng lên tiếng tố cáo. Nhưng mới đây thì Trần Đức Viễn, đạo diễn của Pháp TV lại đính chính là mình lại không nhắm đến Anh Vi. Anh bày tỏ quan điểm cá nhân là chỉ muốn căn dặn chung các bạn làm diễn viên trẻ, chuẩn bị cho một sự nghiệp vững vàng. Đây cũng giống như là lời một đàn anh nhắc nhở những người đàn em đi sau nên cẩn thận hơn trong lời nói. Đức Viễn cũng khẳng định Anh Vi vẫn là một thành viên thuộc gia đình Pháp TV và hợp đồng giữa họ vẫn còn đang có thời hạn. Đạo diễn này cũng cho rằng Anh Vi mới chỉ có 18 tuổi thôi nên việc cô nàng này mắc lỗi là một điều hoàn toàn có thể thông cảm được. Tuy nhiên, Đức Viễn từ chối trả lời về việc Anh Vi đã mắc lỗi gì. Có thể thấy là việc Anh Vi có những hành xử chưa khéo lắm đã khiến cho gia đình Pháp TV không được vừa ý. Sau những lời chia sẻ này của đạo diễn Pháp TV, một fanpage khá nổi tiếng trên mạng xã hội đã kéo theo rất nhiều người comment và phân tích lại rằng đạo diễn có vẻ hơi mâu thuẫn trong lời nói. Nếu như trước đó thì anh chàng này còn ám chỉ ra bên ngoài là Anh Vi là người thế này thế kia và sẽ không ai biết và đồn thổi ra nếu như anh không đưa việc này ra ngoài. Việc làm này của đạo diễn giống như là một cú tát vào mặt những người khác đã từng đăng status về việc này. Nếu như vậy thật thì chẳng thà đạo diễn cứ nói là Anh Vi đã biết lỗi rồi và mọi người bỏ qua cho Anh Vi để Anh Vi quay lại nhóm. Mọi người hãy cứ thông cảm và mở lòng chứ đừng phủ nhận lại và xoay chiều dư luận như vậy. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về câu chuyện dưới đây? Hãy để lại comment ở bên dưới cho S-Channel nhé. Sau những nghi vấn của người hâm mộ về việc Subin Hoàng Sơn sẽ kết hợp cùng với Chiyeon trong một sản phẩm âm nhạc thì mới đây, nam ca sĩ này vừa mới chính thức công nhận tin đồn này là sự thật. Cụ thể là vào tháng 7 tới đây thì nam ca sĩ Subin Hoàng Sơn sẽ cùng kết hợp với Chiyeon để cho ra đời một sản phẩm âm nhạc có hai phiên bản là Hàn và Việt. Cách đây không lâu, những bức ảnh hậu trường được rò rỉ của hai nghệ sĩ cùng thảo luận với ekip Hàn Quốc cho thấy họ đã cùng làm việc với nhau rất vui vẻ. Đặc biệt là Subin Hoàng Sơn và Chiyeon sẽ trình diễn ca khúc live mới của mình lần đầu tiên trên sân khấu nhà hát Hòa Bình. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6, hình ảnh poster với sự kết hợp giữa hai ca sĩ này cũng đã được công bố. Hứa hẹn đây sẽ là một ca khúc ngọt ngào giống như những hình ảnh cặp đôi bình thường. Từ cuối năm 2016 cho đến nay, anh chàng Subin Hoàng Sơn liên tục cho ra mắt rất nhiều hit làm mưa làm gió trong làng nhạc Việt. Ví dụ như là Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn và Xin đừng lặng im. Và tất cả những điều này đã giúp anh trở thành ca sĩ trẻ với lượng fan hùng hậu tại VBiz. Tuy nhiên gần đây thì nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt ngày càng khác lạ, đặc biệt là chiếc cằm nhọn. Mọi người còn cho rằng nam ca sĩ đã can thiệp dao kéo để trùng tu ngoại hình của mình. Mặc dù đã lên tiếng giải thích là do cân nặng bất thường, nhưng mà có lẽ câu giải thích này vẫn chưa được thuyết phục cho lắm. Về phần Chiyeon, cô là cựu thành viên của nhóm nhạc Tiara, một nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám một thời. Ngoài vai trò là ca sĩ thì Chiyeon còn được biết đến với vai trò diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh. Việc kết hợp cùng một sản phẩm âm nhạc có lẽ sẽ là tin vui của những người yêu nhạc và đặc biệt là fan của hai ca sĩ trẻ này. Mọi người đều rất mong chờ sự kết hợp giữa hai ca sĩ thuộc hai nền văn hóa Việt-Hàn này trong thời gian sớm nhất. Lại đang đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, rõ ràng là các bạn sĩ tử của chúng ta đã hoàn thành xong tất cả các môn thi của mình rồi. Tuy nhiên thì dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán về tất cả những môn thi được cho là khó nhằn đối với các sĩ tử. Điều đáng nói là kể cả những giáo viên dạy môn này cũng chưa chắc đã giải được đề thi trong vòng từng đấy thời gian. Và thầy Trần Mạnh Hùng, giảng viên toán của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội vừa mới bày tỏ: "Tôi đã khóc khi giải đề thi này." Thầy Trần Mạnh Hùng là giáo viên dạy toán của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội vừa mới chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông không thể làm hết đề toán trong vòng 90 phút, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội rất nhiều. Thầy Tùng cho rằng đề thi khá khó sẽ tác động ngược lại đến việc dạy và học. Sau khi kết thúc thời gian thi môn toán Trung học phổ thông quốc gia, tôi đã làm mã đề 106 và trừ cả 35 phút cho 35 câu đầu. Tôi tiếp tục làm và khi làm xong đến câu thứ 45 thì đã hết thời gian. Nhìn vào 5 câu toán còn lại, tôi bật khóc và thương cho các em học sinh thế hệ lứa 2000. Tôi là giáo viên đã va chạm nhiều với đề thi mà còn trải qua cảm xúc này, thì không biết các em ở lứa tuổi 18 sẽ nghĩ như thế nào.
Thầy giáo cũng bày tỏ là thương các em quần quật cả năm trời để giải đề toán, nhưng mà đề toán này thật sự là làm khó cho các em quá. Đề thi này tuy dài nhưng không hề tuyển được người giỏi, và thậm chí là làm hùng hục mất 10 phút mới có thể giải xong được một câu. Thầy cũng cho rằng độ khó đã tăng lên rất nhiều so với đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Với những điểm số như trên thì thầy thương các em học sinh vì đây mới chỉ là môn thứ hai. Gần như 1 triệu thí sinh sẽ mất tinh thần và ảnh hưởng tiêu cực đến các môn thi tiếp theo. Cũng có ý kiến cho rằng đề khó hay dễ không quan trọng, bởi vì khó chung, dễ chung, nhưng mà đó mới chỉ là một phần. Còn đồng nghiệp của thầy trên mặt báo và mạng xã hội thì vẫn thấy đây là một đề hay và vừa sức. Thầy cũng thắc mắc là không hiểu những đồng nghiệp đấy của thầy có nhận xét khách quan hay là tự nâng mình lên. Tuy nhiên thì bản thân thầy đã sắn hết tay áo để làm và cảm thấy đề này thật sự là khó và gây tuyệt vọng cho học sinh. Nếu như những nhược điểm trên vẫn chưa được khắc phục thì trong những năm học tới, thầy và trò vẫn sẽ bạc mặt ngay từ đầu năm học. Hot Girl Bella trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều tai tiếng, và mới đây nhất là sau khi sinh xong và có đứa con đầu lòng thì cô nàng lại khiến dân tình ngán ngẩm với thông tin là bạo hành chính con đẻ của mình. Ngày 29 tháng 6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa nhận được 2 đơn thư của người dân cùng một nội dung là tố cáo hành vi xâm phạm quyền trẻ em và mong muốn quyền trẻ em được bảo vệ. Thời gian vừa qua, dư luận và báo chí truyền thông đưa tin về một sự việc là bà Đoàn Thúy Hà, tự xưng là Hot Girl Bella, sinh năm 1986, thường xuyên mang con trai hơn 1 tuổi ra và đi nhiều nơi, bất kể là điều kiện thời tiết có khắc nghiệt như thế nào. Đồng thời là bà Thúy Hà còn có những hành động hành hạ, ngược đãi trẻ em, ví dụ như là hút thuốc, để nhiều đồ đạc đè lên người cháu, đặt cháu nằm ở những nơi nguy hiểm và có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu bé. Mọi người cũng nhận thấy là hành vi của bà Đoàn Thúy Hà đã và đang xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng của cháu bé, không đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu được phát triển toàn diện và vi phạm các quyền về luật trẻ em. Vì vậy nên là hội này quyết định là sẽ xem xét và xử lý vụ việc để đưa ra những biện pháp hỗ trợ và can thiệp quyền lợi của cháu bé. Cũng có thông tin là sau khi sinh thì cô nàng này bị trầm cảm và có một số vấn đề về tâm lý. Được biết đây là con ruột của Bella, cho nên là việc làm của cô nàng là không thể chấp nhận được. Và đó là toàn bộ những thông tin chính có trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon.